Rồi và các bạn nhóm em gồm Trần Minh Trọng và Ngô Hoàng Cẩm Nhung, lớp IB K34. Hôm nay nhóm em xin trình bày về chủ đề nhiễm trùng đường tiết niệu do SARS-CoV-2. Nhiễm trùng đường tiết niệu là gì? Định nghĩa về nhiễm trùng đường tiết niệu là tình trạng xâm nhập của các vi sinh vật vào đường tiết niệu gây ra các phản ứng của cơ thể chống lại sự xâm nhập của vi sinh vật đó. Các vi sinh vật đó có thể là vi khuẩn, ký sinh trùng, virus và nấm. Nhiễm trùng đường tiết niệu chủ yếu do các vấn đề về vệ sinh, hoạt động tình dục, dùng loại thuốc tránh thai cũng có thể do mãn kinh. Tuy nhiên, theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia, Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, COVID-19 là nguyên nhân dẫn đến nhiễm trùng đường tiết niệu. Virus truyền nhiễm ảnh hưởng đến đường dưới, gây nên các triệu chứng điển hình của nhiễm trùng đường tiết niệu. Những trường hợp nhập viện do mắc COVID-19 nặng có nhiều khả năng bị nhiễm trùng đường tiết niệu hơn những người khác, có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào của hệ tiết niệu như là thận, niệu quản, bàng quang và niệu đạo. Hầu hết nhiễm trùng liên quan đường tiết niệu dưới là bàng quang và niệu đạo. Ở nam giới, khó chịu hoặc đau ở hệ thống sinh dục, dục là triệu chứng phổ biến của nhiễm trùng do SARS-CoV-2 gây ra. Trong quá trình nghiên cứu, các nhà khoa học đấy, thống kê có 8 bệnh nhân bị khó chịu ở bìu, 14 người bị sưng ở cơ quan sinh dục và 16 người bị đau, và một người bị ban đỏ theo Istam. Các triệu chứng điển hình của nhiễm trùng đường tiết niệu nhiều khi mắc COVID-19 bao gồm liên tục muốn đi tiểu, cảm giác nóng rát khi đi tiểu thường xuyên với một lượng nhỏ nước tiểu. Nước tiểu có màu đục, màu đỏ, hồng tươi. Nước tiểu có mùi mạnh. Đau vùng chậu đối với nữ. Một số bệnh nhân có thể bị tiểu khó với các triệu chứng khó chịu. Những dấu hiệu này phổ biến ở nam giới cao tuổi so với người trẻ tuổi. SARS-CoV-2 có gây ra nhiễm trùng tiết niệu hay không? Theo bằng chứng mới đã được đưa ra cho thấy, virus SARS-CoV-2 có thể ảnh hưởng đến đường tiết niệu gây ra nhiễm trùng cơ quan này. Theo Times of India, sau 2 năm, thế giới đã biết được ảnh hưởng của SARS-CoV-2 đến tim, cơ, não. Hiện tại, bằng chứng mới đưa ra cho thấy virus này có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu. Em xin kết thúc chủ đề của em. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.